đường nào phải chịu bắt đầu nào? Đường lên Thiên An đây, cái đồi được mẻ nào không đọc được phải đường lên thiên đan viện Thiên An hai bên đường nguyên đường đồi thông chiếm đoàn hành hương Tây Bắc lên tham quan đan viện Thiên An Huế. Nhiều đứa trẻ ra đời ở đồi thông này. Đồi thông ăn mộ của giáo dân dân người ta chôn đấy. Đồi thông như tuyệt vời. Không biết có lên được không, không lên được đâu đây ạ. Đâu đây đâu. Thiên An thiên là trời. Thiên là trời. Trước là xe của em và lên trước tôi trên kia nhưng mà tôi anh lên không? Anh muốn lên không? Trời ban xe xe này em sợ lên nó hơi đường gà, xe to quá. Đoàn hành hương miền Tây Bắc Yên Bái đã hành hương tới dòng Thiên An, à đan viện Thiên An. Đan viện Thiên An. Đây là lối lên rất hai bên có những cái dạng thông rất là đẹp luôn. Đấy chú chụp cha, chụp với cha. Rồi. Đẹp luôn. Họ trao là phải kéo hai bầm như đâu nhanh. Chui. Bao anh ơi, ngồi. Nào. Cứ nhìn vào máy này là ok. Không có là lệnh gì. Nào, đi này là ai đây rồi? Cởi khẩu trang ra kìa. Bỏ khẩu trang ra. Bỏ khẩu trang bỏ mũ ra. Ôi, cứ người chạy thế này, cứ người trời. À, nhìn nè. Cứ nhìn đằng sau đấy nhỉ. Ok. Đoàn hành hương đây. Đan viện Thiên An. Bắc Trung Nam. Dạ. Đến thăm Đan viện Thiên An. Cha Mr. Yên. Quay. Dẫn chương trình. Có camera Ngọc Lễ đây. Từ miền Nam ra. Chào đồng bào nhá. Đây là đường lên Đan viện Thiên An. Quá đẹp luôn. Ôi. Ê đoàn hành hương Tây Bắc ơi. Dạ. Thôi rồi. Không đẹp, không đẹp. Không tuyệt vời, không về. Không tuyệt vời, không về. Không tuyệt vời, không về luôn.
đến Thiên An sẽ tham quan nghỉ ngơi ở đây. Đi vào tham quan cho giới thiệu về nhà thờ này tí cho tới nhà đây này. Tối quay thôi, đẹp quá nhỉ, quá đẹp. Đây là tầng nhà thờ trong tầng hầm. Nhà thờ tầng hầm của Đan Viện Thiên An. Con vào viếng nhà thờ hầm. Thank you.
Vì đơn vị vì đơn vị thế nào ôi thật thôi rộng mênh mông đổi thông Bái Tây Bắc đang tham quan đan viện Thiên An. Cuối đường là thành bái để thẳng lên nhá.
Rồi ok. Bắt đầu lên viếng thăm, đi lên viếng đồi Thánh Giá dòng Thiên An Huế. Đấy, đoàn đi bộ đây, đoàn mênh mông luôn. Đấy, đoàn đang đi bộ lên đồi Thánh Giá dòng Thiên An Huế. Đây cũng là lần đầu tiên các cụ 76, 86 tuổi. À, cụ lên đây mấy lần rồi ạ? Mấy lần rồi nha, chứ không được đi bộ thế này ạ. Toàn đi các đi bộ này mới thấy thấm thía đường Thánh Giá. Đây là 14 đường Thánh Giá. Đấy, rất nhiều cái thanh long. Cái thanh long thao ăn quả. Ừ. Nhưng mà như này mà tí nó quay lên là hai bên đường rất là nhiều thanh long. Em gái của Thánh Điện Đức lập trong miền Đức này này. Nhưng mà hiện tại thì chưa có thân quen làm. Cha ơi, hiện tại ở đây bây giờ rộng bao nhiêu cha? Hiện tại bây giờ 107 hectare thôi. Bây giờ còn hơn 100 hectare nữa. Trời đất. Ô, có cái đường xe máy bay đẹp không? Ôi, nhà, ôi, nhà. Ôi trời ơi. Máy bay đang bay. Đây đây. Đây. À máy bay à? Nó ra hôm nay trời trong. Hôm nay trời trong. Đủ các loại hoa quả nhỉ, thanh long. Cấm hai chai cấm, cấm hai chai cấm. Cha cho phép rồi. Hai chai cấm. Đây là bưởi gì cha ơi? Bưởi này là bưởi diện, là bưởi gì? Bưởi da xanh. Bưởi da xanh, bưởi đều có hết. À, thế. Không giống chanh ở ngoài mình. Đúng rồi, chanh ở trên đảo. Cái này chanh. Cha tôi làm cái là hết vừa chanh luôn. Làm vừa công việc nên là. Kia đi bộ không nổi rồi, nghỉ rồi. Xe đi rồi, nhưng mà đi bộ hay hơn. Đi bộ hay hơn. Đi bộ hay hơn. À, cái nhà đất rồng trước là của đất của rồng, bây giờ đã chiếm dụng. Ta dừng đây rồi, xe nó lên ta chạy. Ta dừng đây này. Xe ta lên ta chạy. Đấy, con rồng. Đây này, cái vườn cam của Đan Việt Thiên An là rất là nổi tiếng. Đây là nhưng mà 2 năm vừa rồi là bị Covid nó chết gần hết cả cái vườn luôn. Rất là nó ngon nổi tiếng á. Đây cái cam này là rất là nổi tiếng luôn. Cái con rồng kia là của ai? Con rồng kia là đất của nhà rồng nhưng mà đầu rồng của người nhà nước. À. Rồi rồng. Nuôi được của mình. Sao lại xây cái đầu này đấy? Mất cái đầu. Không đấy. Cái xây rồng để gì? Họ xây. À, khu vui chơi giải trí đó. Cha Yên đang nói là sẽ đưa thăng thăm chút mà không biết là nó có ngăn cản không, vì nó bây giờ nó cấm thì nó không an toàn. Cái chỗ đó bây giờ nó rất là nguy hiểm. Mình đừng có vào trong này, chắc mình đi dạo dạo ngoài. Cũng xây bằng đá này cha. Xây bằng đá. À, nó xây bằng xi măng thôi. Là của nhà nước chứ không phải của mình đâu. Cha sao nó cam này nó cũng bị Covid lại chết ạ? Đây cam bị Covid chết hơn nửa vườn rồi. Tức là sao lạ thế nhỉ? Hồi xưa là cái vườn cam rất đẹp, bây giờ nó trái như cái chanh này nhưng mà bao nhiêu năm rồi cha?
cái này mới làm. Vâng, đấy, nhưng mà cái gỗ thì là chắc là cả 100 năm rồi đó. Vâng. Nhưng mà đưa từ ngoài cái vào làm đây thì mới được 4-5 năm này. Vâng, là nguồn gốc của gỗ. Cha cha ơi, cái công năng nhà này gọi là nhà gì ạ? Cái này là cái nhà gọi là nhà dừng chân của khách hành hương. À thế ạ. Hồi xưa là để dừng chân cho khách hành hương. Dạ. Để cái gọi là như kiểu cái lưu niệm của Đan Việt Hà Nam á. À dạ dạ. Cái nhà truyền thống. Dạ dạ. À, nhà truyền thống bây giờ làm nhà dừng chân cho cái mè. Vâng, ông liền luôn, âm dương liền như vậy đó, liền và gỗ liền hết. Còn trên là ngói đẹp quá. Ngoài Bắc chúng con là cái này nó thưa ra, à cái này gọi là cái rui, nhưng mà đây rui liền. Vâng, con đẹp luôn, còn nhà rường. Dạ. Nhà rường, nhà rường, nhưng nhà rường. Cái này mà thưa cha là con làm vào đây. Xin với bà Maria đồng sinh sinh ra đời con con xin thế là tôi xin công danh trên đời thánh thần.